Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kẻ dùng điện thoại thay cho cái màn test. Đây cũng như cái màn test này. Thay cho cái màn test để có thể theo dõi được các camera của mình. Đầu tiên ở đây sẽ có một cái dây HDMI. Và đầu này là đầu dây 2-in-1. Phần đầu hai đầu dây này sẽ là hai loại cho Android. Điện thoại bạn thích nghi về cái đầu nào thì các bạn sẽ cắm vào đấy. Rồi, sau đây mình sẽ vào để tải app. Ở đây chúng ta sẽ vào cửa hàng tải CH Play nhé. Đây các bạn tìm kiếm USB camera, ở đây mình đã tải rồi. Nên bây giờ mình sẽ ấn mở nó ra. Rồi, ở đây là phần này thì mình... nó bắt buộc cả mình USB webcam PC này. Mình bắt buộc nhiều các cái máy Android mình chưa có tự bật cái OTG lên ấy, thì bây giờ mình sẽ vào cài đặt. Rồi ở đây nếu mà ai vẫn chưa biết cách để đổi sang tùy chọn nhà phát triển ấy, ở đây mình sẽ đổi rồi ấy. Bây giờ các bạn vào muốn đổi nhà phát triển đầu tiên trước nhé, bạn vào giới thiệu về điện thoại này. Ở đây các bạn có thể ấn vào phần phiên bản. Các bạn sẽ ấn vào cái số bản dựng này này. Ấn vào nhấp lúc nào nó được thôi. Nhưng mà mình đã là phát triển rồi nên mình không phải ấn nữa. Đấy, các bạn ấn quay lại. Còn bây giờ là bật OTG để cho nó có dây, cắm dây vào nó sẽ kết nối với đầu ghi. Thì muốn bật OTG các bạn nào, nếu các bạn muốn tìm nhanh nhất đấy, các bạn có thể ấn vào phần tìm kiếm trên này. Bạn nhập cho mình là kết nối OTG. Hiện hơi lâu nhé. Rồi ở đây hiện OTG đây. Rồi ở phần này các bạn nhìn được phần này chưa? Các bạn sẽ bật nó lên nhé, bật lên. Rồi bây giờ nhé, các bạn thoát ra. Các bạn vào lại cam này. Các bạn sẽ cắm cái dây 2-in-1 vào điện thoại. Rồi. Rồi, đấy. Thế là mình đã kết nối thành công điện thoại. Nó sẽ là cái màn test để thay cái màn của mình bằng điện thoại. Thì mình sẽ điều khiển dễ hơn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Có gì thắc mắc các bạn sẽ để comment ở dưới video này nhé.